Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh cùng Mr. Long Linh. Hôm nay trong video này chúng ta sẽ làm bài tập số 3 và bài tập số 4 của phần Language Focus Unit 14 luôn các bạn nhé. Và đây cũng là hai bài tập cuối cùng của Unit 14 này, của phần Language Focus này, và cũng là kết thúc Unit 14 luôn. Và trước khi vào, mong các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta có nhiều video hay các bạn nhé, cập nhật nhiều video hay. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, bây giờ cái bài tập số 3 người ta yêu cầu mình làm gì các bạn? Bài tập số 3 là người ta hướng dẫn mình là bạn Nga đã trả lời những câu hỏi của bạn Nhi, và sau đó bạn Nga tiếp tục cung cấp thêm nhiều thông tin nữa cho bạn Nhi, và chúng ta viết lại câu với những từ cho sẵn này. Những từ này mới chỉ là những cái từ cơ bản thôi, người ta chưa viết thành câu. Việc của chúng ta là viết thành câu, và A là câu mẫu người ta đã viết cho mình đây. Bây giờ các bạn để ý nè, cái đây cũng là một dạng bài tập mà các bạn thỉnh thoảng các bạn sẽ gặp rất nhiều, không phải là thỉnh thoảng mà gần như thường xuyên các bạn sẽ gặp trong các kỳ thi cũng như là trong các lần kiểm tra. Và khi gặp những dạng câu này á, thì mình hướng dẫn các bạn này cái cách để chúng ta làm á, thì vô cái câu mẫu, vô những cái từ cho sẵn của người ta này, ta xem có cái dấu hỏi không. Nếu có dấu hỏi là ta để ý câu hỏi, còn nếu có câu không có dấu hỏi là ta để ý câu khẳng định hoặc là câu phủ định, tùy vào từng từ chữ trong này. Thì nếu nó không phải là câu hỏi thì đương nhiên ta viết theo dạng không có câu hỏi, đúng các bạn. Còn nếu có câu hỏi là ta ưu tiên để có câu hỏi. Ví dụ chỗ này, đây ta nhìn vô chữ tell, chữ how, chữ go, chữ there. À, có chữ how nhưng nó không có câu hỏi, thì chắc chắn thì chúng ta để ý đây này. À, một bạn nào đó nói với bạn kia, hay là nói đây này, có chữ nói này các bạn, đúng không? Một bạn nào đó nói với bạn kia là làm cách nào để đi đến đó, đúng không? Đó, như vậy là đây này, Nga nói với Nhi làm cách nào để đi đến đó. Như vậy là chúng ta gặp những dạng câu này là chúng ta đoán cái cách để chúng ta viết cái câu. Ví dụ như câu B này các bạn này, đây ví dụ câu B nó có chữ show, rồi có chữ where, rồi có chữ get tickets này, à mua vé này, rồi ở đâu này, rồi chỉ này, chỉ ở đâu mua vé. Ồ, thì rất dễ đúng các bạn, không phải là câu hỏi. Vậy thì bạn Nga nói bạn Nhi thì chỉ bạn Nga với chỉ bạn Nhi, bạn Nga chỉ bạn Nhi là mua vé ở đâu, đúng không? Đó là ta đoán nghĩa liền, và khi ta đoán được nghĩa đó là ta viết rất là dễ, đúng các bạn. Rồi, như câu này nè, bạn Nga nói bạn Nhi thì đương nhiên từ theo này trở về quá khứ, bởi vì nó đã xảy ra rồi, đúng không nào? How to go. How to go này là how to, rồi một cái động từ nhé các bạn nhé. Nhớ câu to này là làm cách nào để làm cái gì đó. Làm cách nào để làm cái gì đó, vân vân. Làm cách nào để đi đến đó. Rất dễ đúng các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu câu B. Như chúng ta đã nói, bạn Nga chỉ bạn Nhi ở đâu để mua vé. Thì đây, các bạn xem bạn Nga chỉ bạn Nhi ở đâu để mua vé đây. Đây, các bạn nhìn đây. Đó, bạn Nga này chỉ này, nhớ là quá khứ nha, việc đã diễn ra rồi này. Bạn Nhi này ở đâu để mua vé, mặc dù có từ để hỏi này nhưng nó không phải là câu hỏi, cho nên là ở đâu để mua vé, where to, nhớ đi liền với nhau nhá, phải có từ to nhá. Đó, ở đâu để mua vé đi vào đó, được chưa các bạn? Rồi, tương tự câu số 3 này các bạn, câu số 3 này, rồi chỉ ra, chỉ rồi ở đâu mua quà mua lưu niệm. À, vậy thì bạn Nga chỉ bạn Nhi mua quà lưu niệm ở đâu, đúng không nào? Đấy, cứ thế mà ta đoán ra. Khi mà ta đoán được rồi á thì nó rất là dễ cho chúng ta làm việc các bạn ha. Rồi, bạn Nga chỉ bạn Nhi là ở đâu để mua quà lưu niệm thì có ngay, đúng không các bạn? Đây, đó. Bạn Nga chỉ cho bạn Nhi ở đâu. Đó, bạn Nga chỉ ra ở đâu. Thực ra chỗ này nếu ghi bằng chữ Nhi vô cũng được, mà không cũng được, không sao các bạn nha. Bạn Nga chỉ mua vé ở đâu cũng được, ok các bạn nha. Nhớ cái cách viết người ta là where to, how to, đó các bạn nhớ chưa? Đó, những cái đó là động từ, thêm một động từ liền, thêm động từ liền, đó có ngay động từ liền các bạn. Quà lưu niệm, được chưa? Đó, đó là quà lưu niệm. Rồi, câu 4 cũng vậy. Câu 4 này các bạn này, mình giải nghĩa luôn rồi, mình nói đến cái câu mẫu của người ta. Đây, câu 4 của người ta đây các bạn này, đây nhìn đây, bạn Nga nói sao? Bạn Nga khuyên bạn Nhi làm cách nào để đi đến Hội An từ Mỹ Sơn. Từ Mỹ Sơn đi đến Hội An là làm cách nào để đi đến đó, được chưa bạn? Rồi nhớ này, how to tiếp này, tiếp tục một how to, một con câu này. Nhớ là chỗ này đã quá khứ rồi nè. Quá khứ rồi nè. Thì đã là quá khứ trước này rồi, quá khứ rồi thì ở phía này là phải động từ nguyên mẫu này. Động từ nguyên mẫu này, được chưa bạn? Rồi, đây tiếp tục nguyên mẫu này. Bạn Nga khuyên bạn Nhi làm cách nào để đi đến Hội An từ Mỹ Sơn, được chưa? Đây, nhìn vào đây là thấy liền đúng các bạn. Khuyên này,
làm cách nào đi đến Hội An từ Mỹ Sơn này? Đó, rất dễ đúng không các bạn? Rồi tương tự câu cuối cùng này, nói rồi đây là nói, rồi đây là cái gì, rồi làm ở đó trong suốt kỳ viếng thăm. À vậy thì bạn Nga nói với bạn Nhi sao? Cần làm gì ở đó? Làm gì ở đó trong suốt kỳ lúc viếng thăm đúng không nào? Trong lúc chuyến đi đó. Rồi rất dễ thôi. Đó đây, bạn Nga nói bạn Nhi đây. Bạn Nga nói với bạn Nhi làm gì? Đó, cần làm gì? Đó, làm gì ở đó? Làm gì ở đó trong suốt cái chuyến viếng thăm. Rất là dễ đúng không các bạn? Rồi, như vậy là cái bài tập số 3 thì chúng ta nắm như vậy là được rồi. Rất là dễ các bạn nha. Đấy là, đó là cũng là một dạng để chúng ta dùng tiếng Anh đó cho nhuần nhuyễn. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập cuối cùng. Bài tập cuối cùng này các bạn. Bài tập cuối cùng là một dạng true infinity đó cho các bạn nha. Đó là một dạng động từ nguyên mẫu á. Một dạng động từ nguyên mẫu đó mà đương nhiên có true rồi. Và tại sao chúng ta phải dùng true? Thì các bạn khi chúng ta dịch ra thì các bạn sẽ nắm được nè. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn hiểu được tại sao chúng ta làm được từng chữ. Và đương nhiên gặp những dạng như thế này á là các bạn cố gắng mà hiểu được ý của nhà văn viết vào tờ đó nha. Ví dụ từ câu đầu tiên cho đến câu số 0 này thì nhà người chúng ta dịch, chúng ta đón nghĩa đây nha các bạn nha. Đây, Nhi và bố mẹ cô ấy đang đến thăm Hội An và Mỹ Sơn. Đó, đang đến thăm Hội An và Mỹ Sơn được chưa? Họ đang ở tại một khách sạn gần cửa đại. Cửa đại là một danh từ riêng. Đó, họ đang ở một khách sạn gần cửa đại. Được chưa các bạn? Rồi tiếp tục này. Từ sáng sớm. Đó, từ sáng sớm hôm nay. Từ sáng sớm hôm nay đó, Nhi đã quyết định làm gì các bạn? Đi dạo. Đó, quyết định làm gì? Nhớ nè, động từ quyết định này đương nhiên ở quá khứ rồi, bởi vì người ta đã viết ở quá khứ. Bởi vì đây, this morning là ở quá khứ này các bạn này. Ở sáng này nè, người ta kể lại nè. Rồi các bạn đứa này, Nhi quyết định này, thêm này, quá khứ này, decided, thì quyết định làm cái gì? Là phải thêm một động từ và thêm một true và một động từ các bạn nha. Nhớ đây là cái cấu trúc của nó, cái quyết định của nó. Quyết định làm cái gì? Là chúng ta phải viết đúng nha. Decide, true cộng với một động từ. À, Nhi quyết định đi bộ, được chưa? Đó các bạn nha, đi bộ cho đi thăm nha, nhưng mới đi dạo đó. Rồi, cô ấy rời khách sạn và bắt đầu đi bộ. Rồi, bắt đầu làm cái gì? Rồi, tiếp tục một cái true nữa. Và rồi, dễ thôi, đâu có gì khó các bạn. Cô ta bắt đầu, cô ta rời khách sạn. Rời nè, từ đây rời nè, quá khứ của từ gì nhớ chưa? Leave. Đó, các bạn hình dung chưa? Leave, quá khứ của từ này. Đó, rời á, rời bỏ đó. Cô ta rời khách sạn và bắt đầu đi dạo bộ. Đi bộ được chưa? Rồi sao nữa? Chạy bộ đó, dạo bộ, chạy bộ đó cũng được các bạn nha. Theo hướng biển. Đây, theo hướng này, hướng này. Đây, theo hướng nha. Hướng biển, hướng biển cửa đại rất là đẹp nha. Nói đến đây là mình là thích đi Hội An mất tiêu rồi và Mỹ Sơn rồi. Đó, theo hướng biển. Rồi tiếp tục nè. Cô ta nghĩ tiếp tục quá khứ này. Cô ta có thể. Rồi, các bạn để ý nè. Cái số 2 này có true hay không? Không true. Bởi vì khiếm khuyết động từ này thì không thể đi với true được. Chỗ này là không có. Số 0 đàng hoàng nha, không có true nha. Điền chữ G vào luôn. Điền thẳng chữ G vào luôn. Cô ta nghĩ rằng cô ta có thể đi dọc bãi biển trong 20 phút trước khi hướng về khách sạn. Được chưa các bạn? Các bạn hình dung nè. Các bạn để ý nè. Cô ta nghĩ rằng là cô ta có thể đi dọc bãi biển 20 phút trước khi hướng về khách sạn. Thì chỗ này nhớ, khi khiếm khuyết động từ thì đương nhiên sau nó phải là một động từ. Chắc chắn rồi. Các bạn nhớ nha. Cái điều quan trọng nhất nhớ, khiếm khuyết động từ sau nó phải động từ nè. Can, could, might, may, shall, v.v. will, v.v. Những chữ đó là các bạn phải viết liền động từ phía sau liền nha. Đó. Vậy thì không có được viết true ở chính giữa. True giữa là sai tài lệ các bạn nha. Rồi tiếp tục này. Không may sao? Không may sao các bạn? Đây là đến số 2 rồi đó. Đến số 3 là sao? Không may thì sau 10 phút. Đó. Sau 10 phút thì nhiều mây đen kéo về. Nhiều mây đen bắt đầu kéo về. Rồi bắt đầu phải có một true. Một động từ thường phải có true. Nhiều mây đen bắt đầu kéo về và trời bắt đầu mưa. Tiếp tục một true nữa. Hai động từ thường với nhau phải có true ở giữa. Hai động từ thường.
phải có trụ ở giữa, được chưa các bạn? Đó, mây đen bắt đầu kéo về và trời bắt đầu mưa. Nhi cố gắng tìm một hướng về đến một nơi để trú ẩn. Nhi cố gắng làm cái gì? Đó, tiếp tục trụ tiếp. Nhi cố gắng với tới tìm đến một nơi trú ẩn này, một nơi trú ẩn. Nhưng trong khoảng vài giây, cô ấy đã hoàn toàn bị ướt sũng. Đó, trong vài giây thôi cô đó đã hoàn toàn ướt sũng. Vì vậy cô ấy quyết định, nhớ quyết định gì chưa? Nhớ quyết định gì chưa các bạn? Đó, hồi nãy đó, đó buộc phải có true đúng không? Quyết định tiếp tục chạy bởi vì cô ta không thể. Đây, các bạn nhìn đây nha, khiếm khuyết động từ mình vừa nói xong đó, thì chỗ này phải get luôn, đưa get luôn, không có được true, chỗ này không được viết true vào trong này đó. Khiếm khuyết động từ này, đây là not nè, phủ định thì đương nhiên rồi, nhưng nó là khiếm khuyết động từ, nhớ chưa? Phủ định tao thêm not vào thôi, thì chỗ này không được thêm true nhé các bạn nha, nhớ. Cô ta quyết định tiếp tục chạy bởi vì cô ta đằng nào cũng không thể tránh khỏi cái việc ướt đúng không nào? Đó, ướt sũng này, tránh khỏi việc ướt sũng này. Đó, đây là một cái bài tập cũng rất là hay các bạn, liên quan đến việc dùng true, động từ với true. Nhớ là gặp khiếm khuyết động từ là không được với true liền các bạn nhé. Khiếm khuyết động từ đi liền với một động từ nữa nhưng không có true ở trên giữa đó, nhớ chưa các bạn? Còn các động từ thường thì phải có true. Rồi, mình hy vọng các bạn thích video này và các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta tiếp tục cập nhật nhiều video hay các bạn nha. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và hẹn các bạn ở video tiếp theo ở Unit 15 các bạn nha. Rồi, chào các bạn.